Em cài cho cô. Em ơi, mỗi cái mỗi cái bông này là nó tượng trưng cho một đấy đúng không? Vâng ạ, nếu mà màu hồng thì là sẽ còn cha hoặc mẹ, màu trắng thì sẽ là mất cả cha cả mẹ, còn màu đỏ thì sẽ là cho những người vẫn còn cả hai ạ. À, ok. Đây như Hải còn đầy đủ phụ huynh các bạn ạ, thì đeo màu đỏ đúng không? Đây các bạn nhìn thấy màu đỏ. À, hiện tại thì các tăng ni Phật tử các bạn ạ đang tập trung ở cổng Tam Quan phía trên này để chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. Sau đó thì sẽ tiến hành làm lễ.